và lấy bóng của Tuấn Anh. Thời gian qua khả năng tranh chấp bóng của Tuấn Anh cũng cải thiện đáng kể. Đường truyền cho Văn Toàn bắn xuống và Văn Toàn cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 29. 3-0 cho đội tuyển tháng thứ ba. Ba cái tên đã lập công cho U22 Việt Nam cho đến lúc này đều là những cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.